một sản phẩm được tối ưu để hợp chuẩn form dáng doanh nhân. Màn hình tràn viền Infinity Edge mang đến trải nghiệm thị giác rất ấn tượng. Chất liệu carbon và nhôm đảm bảo trải nghiệm mỏng và nhẹ cho người dùng. Và đó chính là những ưu điểm của Dell XPS 15 bản 9550, một dòng máy kinh điển tới từ Dell. Chào mừng quý vị đã đến với YouTube channel của Laptop Đức Việt. Mình là Danh Hùng và trong video ngày hôm nay thì đây chúng ta sẽ cùng bàn về nhân vật chính chiếc laptop đến từ thương hiệu Dell với cái tên là Dell XPS 15 với bản mã số là 9550. Đây là một sản phẩm laptop nó cũng có khá nhiều điều đặc biệt khi mà nó được tinh chỉnh với nhiều những chi tiết nhỏ, nhưng tổng thể nó lại mang đến một cái phiên bản nâng cấp tương đối là hoàn thiện, thực thụ và hiện nay đang được bán tại Laptop Đức Việt với phiên bản đã qua sử dụng với mức giá khoảng 19 triệu đồng. Thế thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua xem với một mức giá đó về một sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ có những đặc điểm nào đáng lưu ý. Bắt đầu video thôi. Điểm đầu tiên mà chúng ta quan tâm đó chính là về thiết kế đi. Chiếc Dell XPS 15 này thì với hai cái chất liệu tạo ra chính ở phần khung bên ngoài đó chính là carbon và nhôm. Đặc biệt là với hai phần mặt trước và mặt dưới của máy thì là những cái tấm nhôm nguyên khối và điều này khiến cho tôi cảm thấy rất là thích khi mà sử dụng máy bởi vì nó mang đến cái cảm giác cực kỳ là nhẹ. Tổng trọng lượng của sản phẩm này chỉ là 1,6 kg mà thôi. Một cái chiếc máy có kích cỡ tương đối là lớn, màn hình 15.6 inch nhưng mà chỉ có nặng 1,6 kg. Và khi mà các bạn nhìn này, khi mà chúng ta dùng ở văn phòng, chúng ta mang đi làm việc hàng ngày ấy thì nó sẽ là những cái trải nghiệm rất là dễ chịu. Mình sẽ không cảm thấy nặng nề hay nó tạo một cái áp lực gì đấy lên cái quá trình sử dụng của mình. Thì đây sẽ là một ưu điểm mà tôi rất là thích ở cái dòng máy này, 1,6 kg mà thôi. Tiếp theo nữa, một ưu điểm ở phần thiết kế đó chính là nó sạch. Ngoài việc nó nhẹ ra thì nó rất là sạch, bởi vì các bạn sẽ thấy rằng là với cái chất liệu ở phần bên ngoài này, vân tay hay là mồ hôi rất là khó bám vào, bên trong cũng như vậy, là những cái chất liệu rất là khô, rất là ráo. Và khi mà chúng ta trải nghiệm với cái tay của mình ấy, chúng ta không cảm thấy khó chịu, trừ khi là tay đang ướt, ướt tay hay là có bẩn, vết bẩn sẵn thôi, thì khi đụng vào nó mới khó vệ sinh thôi. Chứ còn bình thường các bạn nhìn này, nó rất là khó bám vân tay ở đây, dùng thực sự cảm giác rất là khô, ráo và rất là sướng. Một chi tiết nữa mà chúng ta cũng có thể để ý đến đó chính là phần đế nghỉ tay. Đấy, phần đế nghỉ tay này thì là sợi carbon, chất liệu là bằng sợi carbon. Tuy nhiên nó mang đến cho chúng ta cảm giác nó nhẹ và nó rất là êm, khá là êm tay. Với cái họa tiết sợi carbon trên cái vân như thế này là một cái đặc điểm rất là nổi bật của dòng XPS. Nếu như anh em mà theo dõi thì chúng ta nhận ngay ra được điểm này. Thì Danh Hùng nhận thấy rằng là đây là một cái họa tiết khiến cho gọi là chia ra làm hai phe. Có những bên thì thích thì rất rất thích, nhưng có những bên cảm thấy không được quen mắt cho lắm. Và với tôi thì tôi sẽ lựa chọn cái nửa của cái số lượng người yêu thích nhiều, bởi vì tôi cảm thấy rằng đây cũng là một cái vân trông nó rất là hiện đại. Nó cũng sạch sẽ, hiện đại và trông cũng vừa mắt. Không biết ý kiến của mọi người như nào về cái họa tiết vân như thế này thì mọi người có thể comment. Cái đó thì nó chỉ là vấn đề về mặt thẩm mỹ thôi. Còn về chất liệu như tôi đã nói, nó là một cái phần để tay, giá để tay rất là êm, thoải mái. Mặt độ to của nó khá thoải mái khi mà chúng ta sử dụng máy như thế này thì chúng ta không cảm thấy bị gò bó hay khó chịu gì cả. Chia tay với phần thiết kế thì chúng ta sẽ đến với ưu điểm lớn nhất của chiếc máy XPS 15 này đến từ Dell, đó chính là màn hình. Ở đây chúng ta sẽ có những ưu điểm của màn hình như sau mà tôi sẽ rất là muốn chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên là màn hình được gắn chặt với phần bản lề ở đây. Và khi các bạn nhìn này, khi chúng ta rung lắc máy này, đấy, màn hình của nó rất chắc luôn, thậm chí lay này. Đấy, màn hình được thiết kế với dạng bản lề rất là chắc chắn. Nó sẽ rất là phù hợp với những ai thích một cái cảm giác nó hơi nồi đồng cối đá một chút, thì đây sẽ là một kiểu thiết kế rất là phù hợp. Và màn hình này thì nó có cái độ mở tối đa sẽ là 140 độ. Và khi mà chúng ta mở màn hình thì chúng ta sẽ phải dùng hai tay. Nó rất là chặt, nó rất là khít. Đấy, 140 độ sẽ là mức độ mở tối đa của chiếc màn hình này. Và cái cách thiết kế bản lề nó cũng là một thứ làm cho chúng ta cảm thấy rất ưng ý. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng nó đã được cải thiện hơn so với những phiên bản trước, bởi vì phần bản lề này được làm nhỏ lại, tinh gọn lại và nó chìm ở trong chỉnh thể, khiến cho chúng ta không bị ấn tượng vào nó khi mà chúng ta nhìn thẳng vào chiếc laptop như thế này. Nó được làm với một cái màu sắc hài hòa và một cái kích cỡ cũng khá là hài hòa, chìm ở bên trong phần tổng thể chung, cho nên khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta không bị khó chịu và bị quá ấn tượng bởi cái chi tiết đó. Và cái thứ mà ghi điểm lớn nhất và nhiều người sẽ mua sản phẩm này bởi chi tiết đó chính là công nghệ màn hình Infinity Edge tràn viền. Và các bạn sẽ thấy rằng nó thực sự là quá đẹp mắt, rất rất đẹp.
Cái độ mỏng của viền ở đây chắc chỉ tính khoảng dưới 1 cm thôi. Nó loanh quanh cỡ khoảng nửa cm thôi các bạn ạ. Thực sự rất là mỏng, nó tinh tế. Và nếu mà chúng ta mang đến văn phòng, mang đến quán cà phê để chúng ta làm việc thì thực sự cái tính thẩm mỹ của nó sẽ là thứ mà chúng ta khá là tự hào khi mang máy ra sử dụng, trông nó rất là đẹp mắt. Và điểm khác biệt so với những thế hệ trước đó chính là ống kính welcome đã được chuyển xuống phía dưới, giúp cho cạnh trên của sản phẩm trông nó mỏng hơn, gọn hơn và đẹp hơn rất nhiều. Và chỉnh thể của cái màn hình này trông nó rất là tràn viền, trông nó rất là thẩm mỹ. Và theo nhà sản xuất ấy, thì với cái phiên bản mới này thì kích cỡ màn hình tổng thể đã tăng lên 5% so với những phiên bản trước. Và cái màn hình này chiếm 92,9% so với tổng diện tích bề mặt của thân máy. Đây là những cái thông số khiến cho chúng ta hình dung được một cái màn hình thực sự rất là ấn tượng. Một sự thay đổi nữa cũng liên quan đến màn hình, đó chính là tỷ lệ màn hình đã thay từ 16.9, một cái tỷ lệ màn hình rất là truyền thống và kinh điển, lên thành 16.10. Và với tỷ lệ 16.10 mới như này cùng với công nghệ Infinity Edge giúp chúng ta có một cái trải nghiệm thị giác rất rất là đã trên cái dòng sản phẩm này. Chúng ta có thể dùng hàng chục tab thoải mái, thoát ra thoát vào và không cảm thấy bị gò bó hay chật trội. Chỉ là một chút tinh chỉnh thôi nhưng sẽ khiến cho cái trải nghiệm về mắt của chúng ta với cái màn hình này nó rất là ok. Và sản phẩm XPS 15 này của Dell nó cũng là một trong những chiếc máy có độ phân giải màn hình lớn nhất trong phân khúc giá này, khi chúng ta sẽ có tỷ lệ lên đến là 3840 nhân với 2400 pixel, một trong những tỷ lệ độ phân giải màn hình rất rất cao, rất là hiếm chúng ta gặp được trong cái phân khúc giá này. Và đây sẽ là một cái điểm cộng lớn nữa của chiếc màn hình của Dell XPS 15. Và cuối cùng này, màn hình vẫn có thêm một thứ nữa để nói, đó chính là độ phủ màu. Đây cũng sẽ là một cái màn hình có độ phủ màu và thuộc top hiếm trong những cái dòng sản phẩm trong phân khúc giá này, đặc biệt là đến từ một chiếc laptop của Windows nữa. Với Mac ấy, thì thường nó sẽ có độ phủ màu là 100% với bảng màu của Adobe RGB. Tuy nhiên với những cái chiếc laptop của Windows thì thường nó sẽ chỉ có khoảng 91% đổ xuống thôi. Nhưng với cái màn hình này của Dell XPS 15 thì nó cũng nhận được luôn cái độ phủ màu là 100% với bảng màu của Adobe RGB. Thực sự đây sẽ là một cái thông số khiến cho chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm màu sắc nó rất là sống động, thực tế, kết hợp với một độ phân giải màn hình rất là lớn, kết hợp với tỷ lệ màn hình lớn, kết hợp với công nghệ Infinity Edge, giúp cho tất cả những cái điều mà Danh Hùng vừa liệt kê ra sẽ là những điểm cộng lớn của sản phẩm này. Một cái màn hình rất rất khó để chê trong phân khúc, một màn hình rất ok trong phân khúc. Về loa thì chúng ta cũng sẽ có 4 loa với dòng máy này, 2 loa ở bên hông và 2 loa twister ở phần đáy. Chúng ta cũng sẽ có thể có nhiều sự hiệu chỉnh giữa những preset khác nhau để phù hợp với tai nghe của mình, xem là chúng ta thích âm nghe âm chest hay là nghe âm bass, thì nó cũng sẽ là có nhiều chúng ta cái sự tùy chỉnh để phù hợp hơn với tai nghe. Và mình đã trải nghiệm loa của sản phẩm này thì nói chung mình cảm thấy nó ở mức trung bình khá, tức là với một cái người không quá khó tính như mình thì mình cảm thấy nó hài lòng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về bàn phím cũng như là phần touchpad của sản phẩm này. Riêng về dòng XPS của Dell thì đây luôn là một cái dòng sản phẩm sở hữu bộ combo thiết bị ngoại vi rất rất được yêu thích trên laptop. Bàn phím và touchpad của sản phẩm này luôn là những cái điểm cộng mà người dùng phản hồi tốt với dòng Dell. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái touchpad chất liệu là kính với một kích thước lớn, một kích thước rất lớn, một trong những cái chiếc máy Windows có cái touchpad lớn nhất sẽ có thể kể đến cái dòng sản phẩm này. Sẽ là phù hợp với những ai thích một cái trải nghiệm thoải mái, phóng khoáng một chút thì đây sẽ rất là phù hợp. Và đồng thời thì chúng ta sẽ thấy cái keycap của cái dòng máy này nó cũng sẽ có một cái diện tích lớn hơn với một cái hành trình phím là 1,3 mm. Và trung bình thì chúng ta sẽ có thể gõ được 140 ký tự trên một phút. Những đó chỉ là những thông số thôi mà chúng ta nên trải nghiệm thực tế. Và trong quá trình mà tôi trải nghiệm thực tế ấy, thì tôi thấy rằng là hàng phím nó đáp ứng được cho tôi khá là tốt được với yếu tố là nó êm, gõ rất là êm tay, độ phản hồi nhanh nhạy, dễ chịu. Tuy nhiên giá như nó lớn hơn thêm một tí nữa thì nó sẽ đã tay hơn. Còn đây cảm thấy nó hơi bị thiếu một chút về mặt diện tích. Tiếp theo đó sẽ là hiệu năng. Nếu như thiết kế hay là màn hình sẽ là điểm cộng số 1 của dòng sản phẩm này thì điểm cộng số 2 nó dưới hơn một chút.
nhưng mà vẫn được liệt kê và là một trong những cái điểm cộng tốt cho cái trải nghiệm người dùng, đó chính là hiệu năng của máy. Với một con chip xử lý Core i7 này kết hợp với lượng RAM rất là ổn 8GB RAM thì đây là một chiếc máy hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ mọi cái tác vụ hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng máy văn phòng thì đây sẽ là một chiếc máy nó quá là thừa thãi trong những cái việc đó. Bên cạnh đó thì chiếc máy của chúng ta còn được trang bị thêm một card đồ họa, đó chính là con card GTX 960M. Đây là một con card đồ họa tầm trung. Nếu như chúng ta sử dụng chơi game thì tất nhiên nó sẽ không phải lựa chọn gọi là quá hoàn hảo, đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu về mặt chơi game của chúng ta, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể cân được những cái tựa game rất hot, rất mới hiện nay ở một cái mức độ trung bình khá, hoàn toàn là chúng ta trải nghiệm thoải mái được. Nhưng tất nhiên rồi, với cái dòng máy này thì tôi nghĩ rằng ít người dùng mua về để mang đến mục tiêu là chơi game. Còn nếu như chúng ta là dân doanh nhân văn phòng và chúng ta muốn mua chiếc máy này về và có thêm những nhu cầu khác nữa về mặt điều chỉnh hình ảnh, video, những cái phần mềm đến từ Adobe thì hoàn toàn là ok luôn. Thì đó chính là một cái ưu điểm tiếp theo, một cái chiếc máy có một cái card đồ họa giúp chúng ta trải nghiệm tác vụ văn phòng thoải mái, và nếu có nhu cầu về mặt chỉnh sửa hình ảnh thì nó vẫn rất là ok. Thì đó chính là một cái thứ mà tôi cũng rất là quan tâm, vì bản chất là tôi làm công việc liên quan đến sản xuất video mà, cho nên nếu mà một chiếc máy có thể chỉnh sửa được cái thông tin về mặt hình ảnh ở video đó thì sẽ giúp cho tôi gọi là có thể xử lý công việc khá là cơ động, mang đến đâu mình có thể chỉnh sửa được, nó không bị gò bó. Thì đây sẽ là điểm cộng tiếp theo mà tôi muốn nhấn mạnh ở sản phẩm XPS 15 này. Tiếp theo về vấn đề kết nối của máy thì sao? Với cái phiên bản này thì Dell đã loại bỏ đi cái cổng USB Type A cũng như là cổng HDMI, và thay vào đó thì máy được trang bị 3 cổng Type-C. Hai trong số 3 cổng này thì được trang bị công nghệ Thunderbolt 3 và chúng ta hoàn toàn có thể dùng những cổng này để sạc nhanh cho máy được. Ngoài ra thì máy sẽ có thêm một khay đọc thẻ nhớ SD cỡ lớn, một cái trang bị rất là thú vị và tương đối là mới mẻ và độc đáo trên thị trường. Một khe khóa cũng như là một rắc cắm tai nghe 3.5mm. Và như vậy là nếu so sánh với đối trọng là chiếc MacBook Pro thì chiếc Dell XPS 15 của chúng ta cũng khá là ngang ngửa về khả năng kết nối, và thậm chí nó còn được trang bị thêm khay cắm thẻ nhớ SD, như tôi đã nói là một cái chi tiết nó khá là thú vị, không phải nhiều dòng máy được cung cấp cái chi tiết này. Và ngoài ra thì sản phẩm cũng sẽ đi kèm thêm một cái đốc chuyển từ Type-C sang Type-A. Nếu như chúng ta muốn sử dụng những cái thiết bị có đầu công nghệ cũ ngày xưa thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng bình thường trên cái chiếc máy này. Và bây giờ thì chúng ta đã đến phần kết trong video ngày hôm nay, phần tổng kết lại những đặc điểm của chiếc XPS 15 này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một chiếc máy với form dáng doanh nhân, thiết kế tinh tế gọn gàng với chất liệu chính là carbon và nhôm, với tổng trọng lượng là 1.6kg. Điều thứ hai mà chúng ta cần nhớ về sản phẩm đó chính là một cái màn hình với rất nhiều công nghệ, rất nhiều ưu điểm. Công nghệ Infinity Edge tràn viền này, độ phân giải màn hình rất lớn này, tỷ lệ màn hình cho chúng ta một cái không gian trải nghiệm mắt tốt hơn, một cái màn hình rất rất nhiều ưu điểm. Tiếp theo nữa chúng ta có thể kể đến đó chính là một chiếc máy với khả năng tác vụ rất là ổn, con chip vi xử lý Core i7 này, RAM 8GB cũng như card đồ họa GTX 960M. Rồi, tất cả những cái điểm đó là những điểm rất rất nổi bật và rất ấn tượng của chiếc máy XPS 15 đến từ Dell với mã 9550 đang được bán tại Laptop Đức Việt với mức giá khoảng 19 triệu đồng. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy comment bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện kỹ hơn ở phần comment đó về sản phẩm ngày hôm nay được lên sóng nhé. Và nếu cảm thấy yêu thích video này, các bạn hãy dành cho chúng tôi like và subscribe kênh để đón chờ những video chất lượng tốt hơn trong những lần sau nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.